Xin kính chào quý vị, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Chuyện trong ngày hôm nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, tôi là phóng viên Thanh Tâm sẽ đồng hành cùng quý vị trong suốt 15 phút của chương trình. Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2022 bước sang ngày làm việc thứ hai. Đây là sự kiện quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay và cũng là triển lãm lần đầu tiên do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức. Thưa quý vị, kể từ chiều nay thì người dân có thể tới đây để tham gia triển lãm và tận mắt chứng kiến hàng trăm loại vũ khí, khí tài hiện đại bậc nhất thế giới giữa lòng thủ đô Hà Nội. Và giữa một không gian rộng hơn 70.000m² như thế này, để có thể nhận diện đâu là sản phẩm Made in Việt Nam quả là không dễ dàng. Và hãy cùng theo chân chúng tôi tìm hiểu xem đâu là những vũ khí, khí tài quân sự nổi bật nhất của Việt Nam tại triển lãm lần này. Đây là gian hàng của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Với cái năng lực của công nghiệp quốc phòng hiện nay, chúng ta đã làm chủ được các công nghệ chế tạo các loại, từ đạn pháo chiến dịch đến tất cả các loại đạn con, đạn xuyên. Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á có thể là chúng ta tự chủ được từ những nguyên vật liệu đầu vào để chế tạo ra các bán thành phẩm và thành phẩm các loại đạn. Công nghiệp quốc phòng đã làm chủ được công nghệ chế tạo các loại vũ khí mà là trang bị cho sư đoàn bộ binh đủ quân. Đấy, điển hình nhất ở đây là có cái khẩu súng kiểu lên STV 380. Súng này có một ưu điểm đó là tốc độ bắn nhanh, độ chính xác cao. Đây là khẩu súng mà do nhà máy Z11 chế tạo trên cái dây chuyền hiện đại nhất hiện nay. Ngoài ra chúng tôi trong thời gian qua đã chế tạo được cái đạn nhiệt áp, sử dụng cái thuốc nổ nhiệt áp. Đây là một loại thuốc nổ có sức công phá rất lớn. Đây là cái loại thuốc nổ mà là giới hạn trong công ước quốc tế cho phép. Đây là loại tàu tên lửa tấn công nhanh, một trong những cái tàu mà được trong Đông Nam Á được đánh giá rất là cao. Tàu được trang bị 16 tên lửa đối hải để thực thi nhiệm vụ. Thưa quý vị, hiện tại đài radar cảnh giới VRS-2DM đã bắt đầu được trang bị trong một số đơn vị trong quân chủng phòng không không quân và được đánh giá vượt trội hơn một số thế hệ đài radar cảnh giới tầm thấp từng được Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng. Và trong triển lãm lần này thì đài radar VRS-2DM được trưng bày tại gian trưng bày của Viettel Hitech và khu trưng bày ngoài trời. Không chỉ Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp tập đoàn lớn của Việt Nam cũng mang tới đây nhiều sản phẩm ấn tượng. Đây là một dòng sản phẩm radar Wisdom Eye được dùng trong ứng dụng cảnh giới trên mặt biển, bờ biển, đất liền và trên không. OSB Group nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo hướng để giám sát và phòng chống thiết bị bay không người lái. Sản phẩm này được sáng chế, nghiên cứu và sản xuất 100% tại Việt Nam. Chúng tôi hoàn toàn tự tin là sản phẩm radar của chúng tôi cũng như sản phẩm thiết bị thông tin vệ tinh của chúng tôi là những sản phẩm mà có những tính năng đạt được những chuẩn quốc tế, có những tính năng chiến kỹ thuật vượt trội và ưu việt, không kém gì những cái sản phẩm hàng đầu trên thế giới, và có những đặc điểm, có những tính năng của chúng tôi còn vượt hơn bởi những cái điều đặc biệt trong công nghệ và giải pháp của chúng tôi trong quá trình thiết kế và sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại khu vực triển lãm của các đơn vị quốc tế tham gia triển lãm lần này. Theo thống kê của ban tổ chức thì có 174 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 29 quốc gia thuộc khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu và châu Mỹ tham gia triển lãm lần này. Các vị khách của chúng ta mang tới nhiều sản phẩm nổi bật như phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ vũ khí, trang bị cho các lực lượng phòng không, không quân, hải quân, lục quân, tác chiến, không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần kỹ thuật. Có những nước đặc biệt quan tâm đến sự kiện triển lãm lần này khi có tới 18 doanh nghiệp cùng tới tham gia. Lần này chúng tôi mang đến trưng bày rất nhiều thiết bị hiện đại như trang thiết bị không đối không, đất đối đất và đất đối không. Ngoài ra còn có trang thiết bị cho hải quân như các tàu chiến hiện đại. Ấn Độ có 18 công ty đến dự triển lãm lần này. Việc tham gia triển lãm lần này là một niềm vinh hạnh với chúng tôi. Ấn Độ nằm trong số những quốc gia có hợp tác quốc phòng sâu rộng với Việt Nam. Một trong những vũ khí tạo nên điểm nhấn cho quốc gia này tại triển lãm không thể không nhắc đến các biến thể của dòng tên lửa BrahMos. Được phát triển dựa trên nền tảng tên lửa đối hạm siêu thanh, BrahMos phiên bản tiêu chuẩn có thể đạt tốc độ từ Mach 2,5 đến 2,8 và tầm hoạt động đạt 280 km. BrahMos có thể tiêu diệt nhiều loại mục tiêu với đầu nổ nặng 200 kg. Ấn Độ tuyên bố đã sẵn sàng xuất khẩu tên lửa BrahMos tới các quốc gia có nhu cầu, trong đó có khu vực Đông Nam Á. Ấn Độ đã thử nghiệm bản nâng cấp tăng tầm bắn của BrahMos với hệ thống dẫn đường mới. Bản nâng cấp này được đánh giá không chỉ có tầm bắn xa hơn mà còn cải thiện khả năng tấn công mục tiêu nhờ việc hoạt động tốt trong môi trường đối kháng điện tử mạnh. Dòng tên lửa hành trình siêu âm này đã có đủ các phiên bản dành cho hải, lục, không quân. Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch phát triển tên lửa BrahMos thành vũ khí siêu vượt âm với tốc độ bay đạt Mach 5, tức là gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Còn đây là dòng tên lửa chống tăng thế hệ thứ 3 của Israel với tầm bắn lên tới 25 km. Thiết kế đầu đạn tiên tiến cho phép tên lửa Spike tiêu diệt các phương tiện bọc thép của đối phương, kể cả khi chúng được trang bị giáp phản ứng nổ hay các công trình kiên cố. Ngoài ra, Israel cũng mang đến nhiều vũ khí công nghệ hiện đại khác như súng trường tấn công Kamel và Arad mới, súng máy hàng nhẹ, súng trường bắn tỉa DAN-338 Bolt Action hoàn toàn mới. Chúng tôi đã áp dụng công nghệ tiên tiến nhất trong sản xuất, cùng với đó là sử dụng các loại vật liệu mới để sản xuất các chi tiết súng như là bạn thấy. Chúng tôi chú trọng tới chất lượng, từng chi tiết của sản phẩm. Thật vui khi được tham dự triển lãm lần này. Đây là cơ hội hiếm có để các bên trao đổi, chia sẻ kiến thức chuyên môn. Ngoài ra, một số quốc gia như Mỹ, Nga, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia cũng có những sản phẩm tiêu biểu nhất mang đến triển lãm. Ngoài việc mang tới những sản phẩm đặc sắc của riêng mình, đại diện các doanh nghiệp các quốc gia tham dự cũng thể hiện tinh thần sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm đối với tiến trình hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tiềm lực quốc phòng được hiểu là khả năng về nhân lực, tài chính, vật lực và tinh thần trong và ngoài nước được huy động để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Bất kỳ quốc gia nào muốn phát triển bền vững, đương nhiên phải có tiềm lực quốc phòng vững mạnh, nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn như hiện nay. Và cùng với xu thế hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước trên thế giới luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam quan tâm, duy trì và thúc đẩy phát triển. Và nếu không có sự quan tâm đầu tư cho quốc phòng thì sẽ không thể có một sự kiện triển lãm mà theo nhiều người tham gia đánh giá là ghi dấu ấn đặc biệt, thể hiện sự lớn mạnh của Bộ Quốc phòng cũng như Quân đội Nhân dân Việt Nam. Một bức ảnh lịch sử được ghi lại tại cánh rừng Trần Hưng Đạo, thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng. 34 đội viên đầu tiên của lực lượng Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vừa được thành lập, được trang bị vỏn vẹn 34 khẩu súng trường, trải qua nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Chính từ đội quân với vũ khí thô sơ ấy đã phát triển thành lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam lớn mạnh như ngày hôm nay. Sau khi được đi tham quan triển lãm quốc phòng quốc tế, ngày hôm nay thì tôi rất vui mừng, phấn khởi thấy cái sự lớn mạnh và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khi tham quan một số cái vũ thải quân khí của quân đội thì tôi rất kỳ vọng vào sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam lâu dài. Tôi cũng mong lực lượng vũ trang của chúng ta tiếp cận vũ tài quân sự để chúng ta chủ động, sẵn sàng trong chiến đấu để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để cho nhân dân được sống trong một sự yên bình. Em thật sự rất bất ngờ là quân đội của quân và rất hùng mạnh với cả hiện đại, với cả nhiều vũ khí hiện đại. Em mong muốn là nước Việt Nam là sẽ có thêm một cái hiện đại mạnh hơn. Đối với Việt Nam chúng tôi là một đất nước rất là yêu chuộng hòa bình, cho nên nhiệm vụ bảo vệ của tổ quốc chúng tôi đây là nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc mang tính chất tự vệ. Cái thứ hai, cuộc chiến đấu của chúng tôi là cuộc chiến tranh nhân dân, cho nên những sản phẩm của chúng tôi trưng bày tại triển lãm nó đều mang tính chất nổi bật nhất của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam. Giống như nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng ảnh hưởng chung đến tình hình cung ứng vật tư cho vấn đề công nghiệp quốc phòng. Lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam cũng cho rằng nếu chúng ta chỉ lệ thuộc vào một quốc gia hay một khu vực nào đó cho công nghiệp quốc phòng sẽ gây khó khăn cho nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thông qua cái triển lãm lần này, chúng ta sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức không chỉ của người dân mà của cán bộ và tất cả mọi người về cái vị trí, ý nghĩa quan trọng, sự cần thiết về phát triển công nghiệp quốc phòng. Cái thứ hai, thông qua triển lãm, chúng tôi giao lưu, kết nối, học tập kinh nghiệm của các nước về công tác quản lý công nghiệp quốc phòng và sự phát triển công nghiệp quốc phòng để chúng tôi ban hành và xây dựng luật. Và khi chúng ta đã có hành lang pháp lý về xây dựng luật thì cái đồ đạc này sẽ giúp cho công nghiệp quốc phòng của Việt Nam phát triển đúng như theo nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra là xây dựng nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự chủ, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng. Thưa quý vị, trong bài phát biểu khai mạc sự kiện này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã từng nhấn mạnh rằng chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình, tự vệ và vì nhân dân. Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng hiện đang tích cực tham gia các hình thức hợp tác quốc phòng, phù hợp cả song phương và đa phương với các quốc gia trên thế giới, hợp tác công nghiệp quốc phòng và đặc biệt là triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2022 sẽ mở ra các cơ hội hợp tác cùng tìm hiểu, nghiên cứu xu hướng phát triển của trang bị kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, an ninh trên thế giới, đa dạng hóa các kênh mua sắm, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ của nước ngoài và sản xuất, trang bị khí tài, hậu cần đáp ứng cho lực lượng vũ trang các nước để phục vụ nhu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân trước những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đây là dịp để tất cả chúng ta thắt chặt hơn mối quan hệ và cũng là cơ hội để Việt Nam được chào đón bạn bè quốc tế, chia sẻ văn hóa, nghệ thuật, giới thiệu về đất nước, con người của Việt Nam, một dân tộc yêu chuộng hòa bình, thân thiện, cần cù và mến khách. Và đây cũng là thông điệp của chương trình Chuyện trong ngày hôm nay của chúng tôi. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.